quicksand, tập trung chủ yếu vào người và phương tiện. Dựa vào sức mạnh của chip AI và thuật toán chuyên sâu tự phát triển, từ đó Dahoo cho ra mắt quicksand với loạt các sản phẩm và giải pháp AI. Quicksand không chỉ mang lại hệ thống an ninh thông minh mà nó cũng làm cho sản phẩm có giá cả phải chăng, đơn giản và thực tế hơn. Hệ thống bảo mật được trao quyền hợp pháp bởi Quicksand, không cần phải cấu hình phức tạp, cùng với thiết bị phần cứng có chất lượng cao. Một kỷ nguyên bảo mật thông minh hiệu quả hơn đã đến. Với mật độ chính xác cao trong việc cảnh báo, thông qua các thuật toán chuyên sâu với công nghệ SMD Plus và bảo vệ vành đai, cho phép người dùng chỉ tập trung vào người và phương tiện. Cũng như trong việc lọc các cảnh báo giả để loại bỏ các cảnh báo không cần thiết. Cấu hình hệ thống dễ dàng hơn. Có thể kích hoạt SMD Plus chỉ bằng một cái đúp chuột đơn giản. Đồng thời đơn giản hóa các thao tác và kiểm soát giúp cho người dùng mới sử dụng dễ dàng hơn. Với Quicksand, một hệ thống an ninh thông minh có thể được kích hoạt ngay lập tức với cấu hình đơn giản. Bảo vệ trong mọi ngày, mọi thời tiết. Chức năng bảo vệ vành đai của máy ảnh nhiệt. Có thể xác định được người và phương tiện xâm nhập vào vành đai đã được thiết lập trước. Bảo vệ cả ngày lẫn đêm. Nhận diện chính xác hơn. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn, chức năng nhận diện khuôn mặt cũng có thể xác định được những khách hàng VIP, tạo ra các giá trị kinh doanh lớn hơn. Thay đổi từ cảnh báo thụ động sang cảnh báo chủ động. Quicksand có chức năng báo động chủ động kịp thời, cảnh báo những kẻ xâm nhập bằng ánh sáng trắng và còi báo động. Đồng thời, người dùng sẽ nhận được cảnh báo đẩy trên điện thoại di động của họ, cho phép người dùng hành động và ứng phó kịp thời với tình huống phù hợp. Tìm kiếm hiệu quả hơn. Quicksand cũng có chức năng tìm kiếm mục tiêu nhanh chóng, cho phép người dùng chọn loại mục tiêu để nhanh chóng xác định vị trí của nghi phạm đã xâm nhập và những chiếc xe khả nghi với mục tiêu không có vị trí nào để ẩn. Quicksand cũng cung cấp tìm kiếm hình ảnh và chức năng tìm kiếm thuộc tính khuôn mặt để nhanh chóng xác định mục tiêu và có video bằng chứng. Chức năng mã hóa AI nhấn mạnh vào con người và phương tiện khi mã hóa, đảm bảo hình ảnh mục tiêu rõ nét, đồng thời tiết kiệm được chi phí lưu trữ, bảo vệ thông tin về quyền riêng tư. Quicksand tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt, đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu hoàn toàn đáng tin cậy cho tất cả người dùng. Mặc dù trao quyền hành hợp pháp cho Quicksand, hệ thống bảo mật trí tuệ nhân tạo sẽ hoạt động thông minh hơn, tập trung nhiều hơn vào người và phương tiện, và hệ thống hoạt động thuận tiện hơn. Hiện tại đang được sử dụng trên 180 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, chia sẻ kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo với sứ mệnh cho phép một xã hội an toàn hơn với cuộc sống thông minh hơn. Dahoo luôn tiếp tục đổi mới. Dahoo Quicksand cho phép một hệ thống bảo mật thông minh đơn giản, góp phần mang đến lợi ích cho tất cả mọi người. Cho phép một xã hội an toàn hơn với cuộc sống thông minh hơn. Dahoo Technology.